Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, gia đình chị Vàng Thị Nguyên đang phát triển hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng. Trên diện tích đất ruộng bậc thang sau khi thu hoạch, gia đình chị đã trồng cây cải dầu để tạo cảnh quan, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Trên diện tích ruộng bậc thang này, trước đây gia đình chị Vàng Thị Nguyên chỉ trồng lúa một vụ. Ngay sau khi thu hoạch lúa xong, gia đình chị đã cải tạo lại đất để gieo trồng cây cải dầu. Ngoài việc có thêm nguồn thu từ bán sản phẩm rau, vườn hoa cải dầu này đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ở Tây Ninh có ít khi có cái mô hình nông nghiệp như này. Ra ngoài Sa Pa thì thấy có nhiều mô hình hoa cải, hoa đào, hoa mận đồ thì em thấy rất là đẹp. Cảnh quan đồ lên hình rất là đẹp và rất là gây ấn tượng đến với em khi đến tham quan ở đây. Khí hậu ở đây ở Sa Pa chỉ phù hợp cho trồng lúa cho một vụ thôi, nên là trong cái khoảng thời gian nghỉ đấy, bọn em đã được tuyên truyền là trồng cây cải dầu, không những là thu hút được khách du lịch mà còn giữ được cảnh quan ruộng bậc thang. Toàn bộ diện tích trồng mận Tà Van cũng được gia đình chị Vàng Thị Nguyên bảo tồn, gìn giữ. Dưới những gốc mận cổ thụ là nếp nhà được dựng bằng gỗ để đón khách ăn nghỉ. Mùa mận ra hoa hay hái quả là những thời điểm gia đình chị Nguyên đón được nhiều du khách đến lưu trú trải nghiệm. Làm du lịch nhưng mà không bỏ nông nghiệp thì bọn em vẫn trồng cấy và chăn nuôi để thu hút được khách du lịch, tạo ra được cái sản phẩm hiệu quả để cho khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Từ hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng của gia đình chị Vàng Thị Nguyên, ngành du lịch Sapa sẽ tập trung hỗ trợ người dân nhân rộng ra một số địa bàn khác. Về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là cái chương trình về giảm nghèo bền vững cũng có những cái hoạt động để hỗ trợ khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Và trong năm vừa qua, mặc dù là năm đầu tiên triển khai thí điểm thôi, thì cũng có khá nhiều bạn trẻ ở trên địa bàn thị xã Sapa đã nhận được cái nguồn lực để hỗ trợ những các cái mô hình tương tự như vậy. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là từ những cái đốm lửa nhỏ như vậy thì sẽ dần dần lan tỏa thành những cái mô hình lớn rộng khắp. Làm du lịch dựa vào nông nghiệp là cách làm không mới, song chị Vàng Thị Nguyên đã và đang tìm được hướng đi cho riêng mình thông qua việc gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, duy trì nếp canh tác thuần nông để thu hút du khách.